Mà đương nhiên là 8 triệu là mình đã thấy là không phải nộp rồi. Thế mình không phải em tính nữa âm mà. Vâng. Thế thay vì mình không tính nữa. Đúng rồi, phải tính. Không sao cả. Thì có phải nếu em nghĩ không sao cả. Và nhân viên để cho họ kia ạ. Vâng. Nếu em nhớ cả lại cái người làm việc không được tính đấy là giờ âm. Âm thì họ chưa được kiện được. Thế là không sao cả. Chuẩn bị đi đây. Chuẩn bị đi đây. Đi nhé. Ông chưa.